Mùng 1 Tết 2024, người mệnh hỏa cứ mặc áo màu này để kích hoạt may mắn, tiền bạc, tài lộc luôn quấn quanh người. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái việc lựa chọn trang phục mệnh hỏa nên mặc một quần áo màu gì trong ngày mùng 1 Tết để cho hợp và cho thuận lợi với công việc là cái điều hết sức quan trọng. Trong ngày đầu tiên của năm mới như thế này, nhân dân ta thường có quan niệm về làm việc gì cũng phải cẩn thận thì mới có thể đón được những cái điều lành, điều tốt lành và tránh được những điều xui xẻo. Ai cũng biết, xét về cái yếu tố phong thủy thì màu sắc nó tác động mạnh mẽ đến cái vận khí của mỗi người, đặc biệt là màu sắc quần áo và những cái trang phục chúng ta thường xuyên mang theo. Cái việc lựa chọn quần áo có màu sắc phù hợp với phong thủy cho người mệnh hỏa trong những ngày đầu tiên của năm mới cũng sẽ giúp chúng ta gặp cái may mắn trong cả năm, tránh được những điều xui xẻo không đáng có. Vậy thì ngày mùng 1 Tết năm 2024 nó Giáp Thìn thì người mệnh hỏa nên mặc một gì để mang lại những điều tốt lành, mang lại những điều may mắn trong năm. Đó. Thưa quý vị, quý vị đã biết cái ngày mùng 1 Tết năm 2024 ấy, thì nó sẽ rơi vào ngày dương lịch, nó là ngày mùng 10 tháng 2. Đó. Và nó sẽ là ngày Giáp Thìn, tức là ngày mùng 1 Tết nó là ngày Giáp Thìn tháng Bính Dần năm Giáp Thìn. Thì chúng ta biết ngày mùng 1 Tết nó cũng ngày thuộc hỏa đúng không ạ? Ngày mùng 1 Tết là ngày Giáp Thìn này. Giáp Thìn. Nó cũng ngày thuộc hỏa. Đó là phúc đăng hỏa. Đầu tiên ý, để biết được người mệnh hỏa nên mặc quần áo màu gì thì chúng ta cũng phải lựa chọn theo ngũ hành tương sinh tương khắc đúng không ạ? Quý vị biết đấy, ngũ hành chúng ta có 5 hành là kim, thủy, mộc, hỏa và thổ. Đó. Thì cái cục diện tương sinh chúng ta có kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ sinh kim. Quan hệ tương khắc thì chúng ta có gì? Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim. Đó. Như vậy những người mệnh hỏa thì chúng ta được mộc nó tương sinh cho. Đó. Và những người mệnh hỏa thì tỷ hòa với hỏa và hỏa thì sinh cho thổ. Đó. Vậy thì căn cứ vào cái âm dương ngũ hành này thì chúng ta cũng thể loại bỏ ra những màu tương khắc đúng không ạ? Như là gì? Chúng ta có thủy khắc hỏa, vậy nên những người mệnh hỏa thì cũng không nên mặc màu đen là như vậy. Đó. Và bây giờ chúng ta cùng xét xem là những người mệnh hỏa thì nó gồm những có những tuổi nào, mệnh nào. Thưa quý vị, những người mệnh hỏa thì bao gồm những người tuổi sau này. Những người sinh năm 1934 hoặc là 1994 là tuổi Giáp Tuất. Những người sinh năm Đinh Dậu là 1957 hay là 2017. Những người sinh năm Bính Dần là 1986 hay là 1926. Những người sinh năm Ất Hợi là 1935 hoặc là 1995. Những người sinh năm Giáp Thìn là 1964 hay là 2024. Những người sinh năm Đinh Mão là 1987 hay là 1927. Đó. Những người sinh năm Mậu Tý là 1948 hoặc là 2008. Những người sinh năm Ất Tỵ là 1965 hoặc là 2025. Những người sinh năm Kỷ Sửu là 1949 hay là 2009. Những người sinh năm Mậu Ngọ là 1978 hay là 2038. Những người sinh năm Bính Thân là 1956 hay là 2016. Và những người sinh năm Kỷ Mùi là 1979. Đó. Đó là những người mà có ngũ hành là hỏa. Thì tôi để cái bảng trên màn hình nhé. Quý vị có thể theo dõi trên màn hình để biết được mình có phải là người mệnh hỏa hay không. Đó. Sau khi biết người mệnh hỏa sinh năm nào thì các bạn sẽ gì cũng muốn tìm hiểu về mệnh. Đấy. Theo đó, người mang mệnh hỏa sẽ có các nạp âm ngũ hành như sau này. Thì đầu tiên những người tuổi Bính Dần, Đinh Mão thì là Lưu Trung Hỏa đúng không ạ? Người Giáp Tuất, Ất Hợi thì là Sơn Đầu Hỏa. Mậu Tý, Kỷ Sửu là Tích Lịch Hỏa. Bính Thân, Đinh Dậu là Sơn Hạ Hỏa. Và những người tuổi Giáp Thìn, Ất Tỵ là Phúc Đăng Hỏa. Những người tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi là Thiên Tượng Hỏa. Đó. Đó là các ngũ hành nạp âm của những cái người mang mệnh hỏa. Thưa quý vị, thì ở trong video trước Tử Thông cũng có chia sẻ những cái màu sắc nên mặc trong ngày mùng 1 Tết năm 2024 đúng không ạ? Thì chúng ta có 3 màu chúng ta nên mặc. Thứ nhất là màu đỏ. Thì đây là các màu luôn được ưa chuộng trong cái ngày Tết và mùa xuân. Bởi người ta quan niệm màu đỏ tượng trưng cho cái sự may mắn và sự cát tường. Cái ngày mùng 1 Tết ấy, các bạn có thể là mặc những cái bộ áo màu này đem lại cái sự may mắn, hạnh phúc và vui vẻ cho cả năm. Cái màu thứ hai là màu vàng. Màu vàng thì tượng trưng cho cái tiền tài, tượng trưng cho cái danh vọng, tượng trưng cho cái sự nghiệp và tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Vì vậy, nếu mà lựa chọn trang phục màu vàng trong ngày Tết, ngày đầu năm ấy, hứa hẹn các bạn sẽ có một cái năm Giáp Thìn tràn đầy cái may mắn trên phương diện tài lộc, sự nghiệp khi tiền đổ ào ào vào trong túi. Đặc biệt, những người làm các công việc liên quan đến kinh doanh nên mặc đồ màu vàng để thúc đẩy cái vượng tài lộc.
Một màu nữa mà chúng ta cũng nên mặc trong cái năm 2024 vào ngày mùng 1 Tết ấy, đó chính là màu xanh lam. Dù đây là cái màu nó không quá nổi bật, nhưng mà nó cũng đem lại cái sự lịch sự, sang trọng, may mắn và cũng dễ tạo thiện cảm với mọi người xung quanh. Lựa chọn trang phục màu này, các bạn sẽ có một cái năm 2024 đầy triển vọng, hứa hẹn thành công lớn lao hơn nữa. Đó. Vậy thì người mệnh hỏa nên mặc màu gì? Thưa quý vị, thì chúng ta cũng phải nhắc lại những màu kiêng kỵ á. Trong cái không khí Tết thì người ta cũng kỵ cái ngày mùng 1 Tết mặc quần áo màu sau. Thứ nhất là màu trắng. Thì ngày xưa ấy, nhiều người quan niệm rằng màu trắng tượng trưng cho sự tăng tốc, nên là tránh mặc trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, quan niệm này đã có nhiều cái thay đổi. Bây giờ thì cũng màu trắng cũng tạo nên cái sự tinh khôi, sự trong sáng và được nhiều người ưa thích. Nhưng ấy, các bạn vẫn nên cân nhắc lựa chọn trang phục cho phù hợp. Nếu quý vị mặc màu trắng thì quý vị cũng nên điểm thêm một cái vài cái điều gì đó, nét gì đó lên để cho nó tạo ra sự sang trọng và sự bắt mắt, cũng như để làm sao để cho toát lên cái màu quý phái kèm theo một bộ vest màu đen hoặc là một bộ vest màu gì đó, vân vân. Hoặc là gì, quý vị có thể mặc màu trắng nó trang trí thêm con rồng, con phượng gì đó thì nó cũng sẽ tạo nên cái nét đặc trưng và nó không còn mang cái tính chất tang thương mà nó mang tính chất vui vẻ, thuận hòa, đúng không ạ? Cái màu thứ hai mà người ta kỵ đó là màu đen. Người ta cho rằng cái màu đen nó toát lên cái sự tối tăm và không đem lại điểm may mắn. Trong những ngày đầu năm nên là hạn chế sử dụng những trang phục có màu này nếu không muốn ảnh hưởng đến cái vận khí của cả năm. Đó. Thưa quý vị, vậy thì chúng ta cùng xem những người mệnh hỏa hợp màu gì. Nói chung ấy, nói về cái màu sắc hợp mệnh theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh tương khắc thì những người mệnh hỏa có thể chọn ra những màu sắc tương sinh cho mình và tương hợp và tránh những cái màu tương khắc, đúng không ạ? Theo đó, người mệnh hỏa rất hợp nhất là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây, tiếp đến là màu đỏ, thứ hai là màu cam, màu hồng và màu tím. Vì sao lại như vậy? Dưới đây là những cái lý giải dưới góc nhìn phong thủy về cái màu sắc hợp với những người mệnh hỏa trong cái ngày mùng 1 Tết. Lý giải màu hợp mệnh với các bạn như sau. Thứ nhất là màu xanh lá cây hay là màu xanh lam đậm. Thì đây là cái màu sắc tượng trưng cho cái hành mộc, là màu tương sinh cho cái hành hỏa. Hơn nữa, cái năm 2024 nó cũng năm Giáp Thìn cũng là mệnh hỏa, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta mặc màu áo màu mộc để được tương sinh. Cái màu này nó cũng được đánh giá là cái màu hợp nhất, tốt nhất với những người mệnh hỏa. Màu xanh lá là cái màu của thiên nhiên, cây cỏ là của hoa lá. Nó tượng trưng cho sự tươi sống, sự tươi mới, sự phát triển và cái sự thịnh vượng. Màu sắc này nó mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho mọi người khi mà chiêm ngưỡng vào cái ngày mùng 1 Tết. Thì đây cũng giống như là một cái thông điệp hòa bình, hảo hữu cho mọi người trên thế giới này. Đó. Cái màu thứ hai mà những người màu mệnh hỏa nên chọn đó là màu đỏ. Thì cái màu đỏ nó là màu tượng trưng cho ngọn lửa và của dòng máu. Nó là cái biểu tượng đặc trưng cho sức mạnh và cái sự quyền lực và tượng trưng cho cái tình yêu mãnh liệt. Thêm nữa, với các nhà lãnh đạo chính trị thì cái màu đỏ còn là tượng trưng cho sự quyết tâm mạnh mẽ, ý chí phấn đấu không ngừng. Đó là màu đỏ. Thứ hai là những màu đỏ nhưng mà nó là màu hoái hồng. Thì đây cũng là cái màu sắc đặc trưng của tình yêu, của sự lãng mạn. Nó mang đến cái sắc tinh khiết và thơ ngây, cũng như là mang cái ý nghĩa tích cực, mang tới cái cảm giác là gì? Được đồng cảm, là sự quan tâm và thấu hiểu. Cái màu sắc này nó còn tạo ra cái cảm xúc tích cực, tình yêu thăng hoa và cái sự viên mãn tràn đầy. Đó. Cái màu thứ tư là màu tím. Thì cái màu tím đây là cái màu sắc hiếm có trong tự nhiên. Nó mang trong mình nhiều cái ý nghĩa về cuộc sống, về tình yêu và cái sự thủy chung và sự quý phái. Đó. Vậy nên là những người mệnh hỏa thì quý vị có thể chọn màu xanh, màu xanh lá, đúng không ạ? Màu đỏ, màu hồng, màu tím và cũng có thể là chọn màu vàng. Màu vàng. Để gì? Để được cái ngày mùng 1 Tết may mắn và hạnh thông. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái việc lựa chọn quần áo hợp mệnh, hợp phong thủy đó, tốt nhất cho người mệnh hỏa là những cái màu nó thuộc hành mộc, tức là xanh lá cây hoặc là màu đỏ. Thì ngoài ra, khi lựa chọn trang phục phong thủy cho những người mệnh hỏa ấy, thì chúng ta cũng chọn màu tương hợp hoặc là gì? Màu tỷ hỏa, đó là màu gì? Màu đỏ, màu hồng, màu tím, đó. Bên cạnh đó, gia chủ mệnh hỏa cũng có thể dùng cái pháp khí phong thủy để mang thêm cái may mắn cho mình trong cái những ngày đầu năm, ngày mùng 1 Tết. Ví dụ, những người mệnh hỏa, tức là những người tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất ấy, tức là những người sinh năm 1986 là Bính Dần, 1978 này là tuổi Mậu Ngọ này và 1994 là tuổi Giáp Tuất ấy, thì đây là ba người mệnh hỏa. Đúng không?
Thì quý vị khi mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất sẽ làm cho cái tính cách của quý vị trở nên ôn hòa hơn, dịu hiền hơn. Thì đây là một cái món quà được rất nhiều cặp đôi trao tặng cho nhau để bày tỏ cái tình cảm của mình. Vòng sẽ giúp quý vị mang lại cái lợi ích vô cùng lớn, như là nâng cao thêm cái niềm tin với khách hàng, nâng cao thêm cái niềm tin và an tâm hơn trong giao dịch, và cũng mang lại những cái may mắn trong cái đợt ngày đầu năm mới. Hơn nữa, vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Tiếp theo, đến với những người tuổi thân, tuổi tí, tuổi thìn thì quý vị hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn. Thưa quý vị, những người tuổi thân tí thìn là tam hợp thủy cục, có 3 con giáp mệnh hỏa, đó là gì? 1948 mậu tí, 2008 mậu tí, 1964 giáp thìn và 1956 là tuổi bính thân. Nói chung ấy, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì có khả năng bảo vệ chủ nhân, cũng như là gì? Tăng cường cái sức khỏe, đem đến cho con người cái sự sáng suốt và làm trong sạch cái tư duy. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp cho quý vị ngủ ngon hơn, giúp cho chủ nhân bảo vệ được mình trước những cám dỗ của cuộc đời, giúp cho những người mệnh hỏa ổn định trong cái tính cách, cũng như là gì? Cái sống ôn hòa hơn và phát huy được hết cái khả năng của mình trong công việc, cũng như là trong cuộc sống, giúp cho cơ thể của các bạn được khỏe mạnh, máu huyết lưu thông và tinh thần minh mẫn hơn và trở nên yêu đời hơn. Đó, vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, chúng ta xét đến cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Đó, thưa quý vị, những người mệnh hỏa đó của tuổi Tị Dậu Sửu thì có một tuổi 1965 là Ất Tị này, 1957 là Đinh Dậu này, hoặc là 2017 là Đinh Dậu, đó, 1949 là Kỷ Sửu và 2009 cũng là Kỷ Sửu. Thì đây là cái bộ tam hợp kim cục đã có 3 người mệnh hỏa. Khi mà sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu ấy thì nó sẽ hỗ trợ trong cái việc tăng cái vận may, thúc đẩy cái tài vận, thu hút được cái tài lộc và tạo thêm cái may mắn trong cái sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống, mang lại một cái nguồn năng lượng dồi dào và được tiếp thêm cái nguồn động lực mạnh mẽ, lạc quan trong cuộc sống, giúp xua tan cái sự muộn phiền và tâm hồn các bạn sẽ luôn được thư thái và bình tâm, có định hướng tốt hơn cho công việc cũng như là trong cuộc sống. Đó. Tiếp theo là đến bộ quý nhân là Hợi Mão Mùi. Hợi Mão Mùi là tam hợp mộc cục. Đó. Có 3 người mệnh hỏa, đó là 1995 Ất Hợi, 1987 Đinh Mão và 1979 là Kỷ Mùi. Nói chung ấy, cái vòng tam hợp quý nhân được làm từ các loại gỗ quý như là gỗ xưa, gỗ tử đàn hay là gỗ huyết long hoặc là gì? Gỗ tùng ấy. Thì đây là những cái loại gỗ mà nó mang cái tính chất phong thủy cao, được sử dụng trong cái nhiều trong phong thủy. Ví dụ như gỗ tùng là gì? Các cụ câu là tùng cúc trúc mai. Đó. Còn gỗ huyết long thì nó có khả năng thấu sáng. Gỗ tử đàn thì nó có những cái vân rất là đẹp, và gỗ xưa thì cũng là một loại gỗ quý được dùng nhiều trong phong thủy. Đó. Nói chung ấy, đây cũng là một cái trang sức phong thủy phù hợp với những người có tam hợp mộc cục, đó là tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi. Đó. Các loại vòng nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn khi kết hợp bộ tam hợp với nhau ấy, thì nó sẽ giữ gìn của cải rất là tốt, không sợ bị thất thoát, còn tăng thêm cái sức chiêu tài lộc, sẽ đem lại cho quý vị nhiều cái tài lộc nhất cho những người mệnh hỏa. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cũng xem là gì? Những người mệnh hỏa nên mặc quần áo màu gì trong dịp Tết này? Quý vị thân mến, những người mệnh hỏa thì nên chọn mặc đồ có màu đỏ, màu cam, màu hồng, sẽ rất hợp và thuận lợi trong công việc, vì theo ngũ hành ấy, những cái gam màu này nó tượng trưng cho mệnh hỏa. Ngoài ra ấy, trong ngũ hành thì hành mộc lại sinh cho hỏa. Chính vì vậy, những người mệnh hỏa cũng có thể lựa chọn cái tông màu, màu nóng khác như là màu gì? Màu xanh lá cũng rất là tốt. Để giải thích cho cái câu hỏi trên ấy, thì xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Thưa quý vị, chúng ta có 5 cái ngũ hành đúng không ạ? Là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tác động qua lại bằng các mối quan hệ là tương sinh, tương khắc. Mỗi một hành lại được đặc trưng bởi cái màu sắc khác nhau. Cái việc nắm được cái quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc ấy, tôi chia sẻ lại một lần nữa nhé. Đúng không ạ? Chúng ta có 5 ngũ hành là kim, thủy, mộc, hỏa và thổ, đúng không ạ? Chúng ta có kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ lại sinh kim. Đó. Quan hệ tương khắc là kim thì khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa cũng lại khắc kim. Đó. Quý vị nhớ nhé, cái chiều mũi tên đi vòng tròn này là tương sinh. Còn chiều mũi tên mà đi
từ bất kỳ một cái nào sang bên kia thì nó là tướng khắc. Tương tóm lại, mũi tên màu hồng là tướng sinh, màu trắng là tướng khắc, quý vị nhớ nhé. Khi mà nắm được những cái quy luật ngũ hành trong cái việc chọn quần áo thì quý vị sẽ gì tìm được cho mình những cái bộ quần áo thuận lợi cho công việc, may mắn đấy là cái điều hết sức cần thiết. Việc hiểu mệnh hỏa nên mặc màu gì sẽ giúp cân bằng các yếu tố ngũ hành, giảm đi cái xấu và tăng cường cái tốt, khiến cho những người mặc đồ cái cùng màu ấy cũng cảm thấy gì hợp với bản mệnh và gặp nhiều cái may mắn, thuận lợi hơn cho công việc. Theo thuyết phong thủy thì cái màu sắc của quần áo hay là cái đồ dùng nó đóng vai trò lớn trong cái việc cân bằng các yếu tố ngũ hành xung quanh con người, đặc biệt là đối với những người làm văn phòng hay là những người làm doanh nhân ấy, khi mà trang phục gần như là ảnh hưởng trực tiếp đến công việc cũng như là trong cuộc sống của họ. Có thể nói họ khá dễ chọn đồ có thể là gì nổi bật, vì những cái gam màu xanh, đỏ, cam hay là vàng thì đều là những cái màu rất bắt mắt, đặc biệt là những cái bạn nữ ấy, với phong cách trẻ trung và năng động. Bên cạnh các cái màu trên ấy, nếu như mà cảm thấy nhàm chán thì quý vị cũng thể lựa chọn một vài cái tông màu, màu vàng hay màu nâu. Màu vàng, màu nâu thì ngũ hành thuộc thổ, động hỏa thổ tương sinh, cũng được cục diện ngũ hành tương sinh. Nó được sinh từ hỏa, đâm ra nó cũng rất là tốt nha. Hoặc là các bạn cũng có thể mặc đồ với những tông màu pha như là đỏ vàng, vàng cam, đỏ vàng, cái áo đỏ này có con rồng màu vàng đây đúng không ạ? Hoặc là màu vàng cam, vàng đỏ nâu, màu xanh lá để tạo thêm những cái chấm phong cách hợp với cái gu thời trang của mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về nữ mệnh hỏa thì nên chọn trang phục thế nào, màu gì để cho Tết 2024 được may mắn bình an, đi đâu cũng nhận được lì xì. Đó. Công việc trong năm thì được hanh thông thuận lợi. Thưa quý vị, nữ mệnh hỏa thì rất dễ chọn đồ vì những gam màu như màu đỏ, màu cam hay màu xanh lá đều là những màu mang lại cái sự trẻ trung, năng động cho phái nữ. Các bạn có thể ưu tiên màu sắc dựa trên cái sở thích hay là cái cá tính của mình. Ví dụ những người có cá tính có thể là ưu tiên cái màu đỏ. Với những người mà có tính cách hiền hòa có thể là chọn màu hồng để làm dịu cái trang phục của mình. Các bạn có thể kết hợp cái màu sắc với tông màu đối lập một chút như màu đỏ đen hay là đỏ trắng hay là đỏ xanh lá, vân vân. Đó. Nếu không phải là một cái người yêu thích cái vẻ ấn tượng đến từ cái sự tương phản ấy và chán nét đơn giản trong cái cách phối màu sắc đơn sắc ấy thì quý vị có thể kết hợp các màu liền kề như là chiếc bánh xe, màu sắc nhiều màu sắc để gợi lên một cái điều tuyệt vời hơn. Hai hoặc ba màu thì nó cũng sẽ tạo ra những cái sự chuyển tông hài hòa và không gây ra cái sự quá đơn điệu, cũng không được quá nổi bật. Cái cách phối màu này cũng sẽ giúp các bạn trông rạng rỡ, trẻ trung hơn và sẽ có cái sự thu hút hơn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể kết hợp với những cái trang phục đúng không ạ? Ví dụ như là cái vòng phong thủy hoặc là gì, những cái đồ trang sức quý vị đeo và những cái màu, màu sắc của cái túi, cái ví hoặc là cái khăn quấn cổ, cái mũ đội đầu đó để tạo nên những sự ấn tượng khác. Đấy. Còn với năm mệnh hỏa thì chúng ta sẽ chọn màu sắc như thế nào? Thưa quý vị, với bốn cái gam màu chủ đạo là đỏ, xanh lá cây, cam, tím, nổi bật không mấy dễ dàng khi mà phối đồ cho nam giới. Nhưng quý vị đừng lo nhé, cái việc chọn cái trang phục hợp mệnh không đồng nghĩa với việc là phải mang tất cả những cái màu sắc trên đó cho vào đâu. Các bạn có thể bổ sung thêm những cái màu sắc trung tính hoặc là gì tăng hoặc là hạ cái tông xuống một chút để cho phù hợp với mình. Không nhất thiết phải là chọn màu đỏ tươi mà quý vị hãy chọn màu theo cái gam đã tăng từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao. Chọn ra cho mình những cái màu phù hợp. Đấy. Dùng màu đỏ đô hoặc là màu đỏ thẫm hoặc là màu đỏ nhạt, màu vòng hồng vân vân. Đấy. Ngoài cái việc chọn và kết hợp với cái màu trung tính như màu đen, màu trắng, màu be trông cũng rất là năng động và trẻ trung. Nếu các bạn cảm thấy khó khăn trong việc kết hợp màu sắc thì có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ của Tử Thông để được trợ lý tư vấn một cách chi tiết hơn. Còn quý vị muốn cái màu sắc nổi bật ấy, thì có thể chọn một vài cái điểm nhấn đỏ trên cái trang phục cũng mang lại cái sự may mắn, đúng không ạ? Ví dụ như một chiếc áo có một cái xuyến cúc màu đỏ, hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng cái mặt dây chuyền vạn phúc chi nhân. Đấy, đặt đối với mình để luôn đeo màu đỏ, có một cái viên đá ruby màu đỏ, nó cũng sẽ giúp quý vị tăng cường cái may mắn, tăng cường cái sự ấm áp. Đấy. Và tạo ra một cái niềm tin mạnh mẽ đối với cuộc sống cũng như là cái sự thành công của mình trong tương lai. Cái vạn phúc chi nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé. Đây là sản phẩm dùng cho nữ mệnh nhé. Những người mệnh hỏa là những người có tính cách nóng nảy, dễ bộc phát cái cảm xúc. Họ luôn có một cái đầu
đầy lửa và cái tính cách cạnh tranh trong công việc. Chính vì vậy, ngoài cái việc phối những cái trang phục như là màu đỏ, màu hồng, màu xanh lá và xanh da trời thì cũng được khuyến khích nhằm áp dụng để kiểm bớt cái khuyết điểm, cái nhược điểm do cái người mộc hỏa mang tới. Hai cái màu này nó thuộc hành mộc, mà mộc lại sinh cho hỏa, cũng giống như cây cháy sinh ra lửa, nên là mặc cái màu xanh lá sẽ gì mang đến cái may mắn cho những người mệnh này. Màu xanh mặc đẹp nhất là với những người mà có làn da trắng. Đó là những cái màu sắc hợp mệnh mà với những người mệnh hỏa, đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì? Những người mệnh hỏa không nên mặc áo màu gì? Kính thưa quý vị, với những người mệnh hỏa thì theo thuyết âm dương ngũ hành ấy, thì hành hỏa sẽ bị thủy khắc, đúng không ạ? Hỏa sẽ bị thủy khắc. Màu thủy thì chúng ta có màu đen, màu xanh nước biển. Đó. Vì thế mà việc lựa chọn màu sắc thì cần phải tránh màu xanh nước biển và xanh thẫm, hoặc là màu đen, để tránh gặp những điều không may mắn trong cuộc sống của chúng ta. Những bộ quần áo trang phục màu đen hoặc màu xanh dương là cái màu tượng trưng cho hành thủy. Đấy, là cái hành tương khắc với những người mệnh hỏa, khiến cho những người mặc cái bộ quần áo này có thể gặp những cái điều không may mắn trong cuộc sống. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về người mệnh hỏa thì trong cái ngày mùng 1 Tết nên mặc quần áo màu gì để mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái thông tin hữu ích mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn chọn được cho mình những cái bộ trang phục đi chơi Tết cho được may mắn, tài lộc và hanh thông. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.